Anh ơi, em tha thiết anh làm một trận đấu hướng dẫn Zena đi rừng. Làm thế nào để gánh bốn người tìm mình và cách chơi Zena thế nào cho hiệu quả ạ? Zena à? Zena như là một vị tử hệ lồi thơi phải không nhỉ? Lâu mình chả thấy như Zena như nào cả. Mà gánh cái bốn người được khó nhỉ? Để mình suy nghĩ. Hay là anh làm vị tướng khác nhá. Zena thôi rồi, dành tặng cho em một clip này nhá. Let's go. Shop mà shop mà sướng .vn, shop ạc uy tín liên quân giá rẻ các bạn ơi. Các bạn hãy xem ngay những shop nick cực kỳ đỉnh cao, ắc liên quân giá siêu rẻ, cực rẻ và ắc cực ngon các bạn nhá. Trò chơi cực kỳ hấp dẫn, cơ hội trúng thưởng 9999 kim cương. Và chắc chắn rồi, các bạn sẽ thử vận máy ắc liên quân và ắc cực ngon 100% vào được các bạn ạ. Hello, xin chào tất cả và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Như tất cả các bạn đã biết thì Zena là một vị tướng cực hot theo phong trào đấu sĩ và sát thủ, chắc chắn được rất nhiều bạn chơi ở trong game này. Và các bạn đã biết thì Zena là một vị tướng nó đòi hỏi kỹ năng rất là cao khi mà nó có sở hữu tới 7 chiêu thức và có đến tận 69 cái combo của nó các bạn nhá. Và mình tin chắc khi tất cả các bạn thanh thảo những combo đấy thì các bạn sẽ cầm một vị tướng Zena cực kỳ bá đạo nếu trong tay các bạn Và một điều quan trọng nhất đó, Zena là một vị tướng duy nhất sở hữu rất nhiều cái hiệu ứng khống chế, chẳng hạn như làm chậm này, cấm lặng, đẩy lui, bắt tung. Nói chung là nó tóm lại một bộ skill cực kỳ bá đạo của Zena. Thì nó khi các bạn sở hữu thành thục của nó ấy, thì các bạn sẽ rất là bá đạo. Thì để với clip ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn những cái gì. Chắc chắn rồi, Zena là một vị tướng không còn xa lạ của các bạn, và các bạn đã nắm rất rõ về những chiêu thức rồi. Mình sẽ tóm gọn và những cái quan trọng trong clip này để cho tất cả các bạn nắm hiểu rõ hơn. Đầu tiên, khi một vị tướng Zena đi rừng, chúng ta sẽ tối ưu cái lượng quái của nó. Khi Zena đạt được cái level 4 thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách farm hai con quái rừng và thậm chí 3 con quái rừng để giúp tất cả các bạn tối ưu cái lượng farm thật là nhanh hơn. Cái tiếp theo là khi Zena 69 cái combo, mình không cần biết, mình chỉ cần các bạn nắm rõ cho mình hai combo cơ bản và dùng 90% trong một trận đấu của vị tướng Zena. Đó chính là các bạn sẽ sử dụng chiêu 1, chiêu 2, chiêu 1 và các bạn kích hoạt chiêu 3 nhé. Và có hai cái combo thứ hai là các bạn dùng chiêu 2 trước, sau các bạn dùng hai lần chiêu 1, sau lúc đó kích hoạt chiêu 3. Thì thường một cái bộ combo như vậy nó sẽ đủ cái lượng sát thương để giết một vị tướng, nhưng nó còn lại thêm hai chiêu thức nữa. Đó chính là chiêu 2 nó có thể đẩy lui và làm choáng, không phải là choáng mà làm cho team địch nó không thể cử động được. Và chiêu 1 nó có thể là trường nó một cái tâm đánh rất là xa. Thì cái đó thì mình không biết tên, nói chung mình không hiểu tên nhiều lắm đâu. Nhưng đây là cách farm hai con quái khi là lên level 4 nhá. Đầu tiên các bạn sẽ quăng chiêu 2 vào cái con quái nhỏ, và tiếp theo các bạn sẽ dùng chiêu 1 hai lần vào con búa xanh. Và chúng ta sẽ đứng ở đấy và chúng ta dùng kích hoạt chiêu 3 và dùng chiêu 1 tái kích hoạt thì nó sẽ ăn được thôi, rất là đơn giản. Đấy. Thì đấy là cách farm quái hay quá. Nhưng và đây là cách combo các bạn này, mình sẽ hướng dẫn cách combo này. Đấy chính là chiêu 1. Đấy, khi nào chúng ta sẽ sử dụng chiêu 1 trước và thay vì sẽ sử dụng chiêu 2 trước, đó là khi chúng ta không có tâm quăng chiêu 2 chuẩn xác vào tường nó các bạn nhé. Và mình sẽ quay lại một chút sát thương của vị tướng Zena nó đến từ đâu ạ. Đấy, sát thương của vị tướng Zena nó đến từ kích hoạt cái nội tài cấm lặng của nó, gây ra một cái lượng sát thương cực kỳ khủng lồ. Đấy, các bạn biết mà. Cho nên ấy, chúng ta sẽ đánh như thế nào để kích hoạt được cái nội tài cấm lặng của nó. Thì đơn giản là chúng ta sẽ quăng chiêu 2 vào người nó, hoặc chúng ta sẽ lướt chiêu 1 vào người của nó và kích hoạt chiêu 2 và kích hoạt chiêu 1 và sử dụng chiêu 3. Thì đấy là một sát thương đủ để giết một vị tướng. Mình sẽ không cần phải nói các bạn khi sử dụng chiêu 3 thì chúng ta sẽ sử dụng chiêu gì đã không cần thiết. Bởi vì mình nghỉ Zena đi rừng nó đủ cái phá này trong bài cứu đó, bởi vì là bắn héo và gì rất là đó. Đấy, mình sẽ tập trung phá vào đấy các bạn nhé. Đấy, mình nghĩ cái bộ con bó là có thể là đủ để có thể sử dụng giết được một vị tướng hoặc là hai vị tướng đó. Đấy, cho nên là những con bó khác nó thưa và nói thì các bạn sẽ rất là khó hiểu. Đấy, và tiếp theo thì mình sẽ tập trung cho mình cái gọi là cái tối ưu farm các bạn nhé. Và Zena thì nó sẽ chơi lối chơi nó như thế nào ở giai đoạn đầu game. Zena là một vị tướng cực kỳ mạnh các bạn nhé, nó thậm chí mạnh hơn thằng Nagaroth. Và cơ động thì nói chung là các bạn ấy cướp. Từ chiêu 1 trừng phạt này. Chiêu 1 trừng phạt này mẹ. Rồi chơi. Còn từ bình tĩnh. Thằng này là con chiêu 3 chưa được, bình tĩnh. Rồi xong rồi.
Rồi từ từ các bạn nhá. Chiếu 1 này lao lên chiếu 2, chiếu 1 dung chiếu 3. Đấy các bạn thấy chưa, bộ combo của mình nó chỉ có hai cách combo cơ bản nhất và nâng cao nhất, cùng chỉ là hai cách combo để thôi. Đấy, khi nào thì sẽ sử dụng chiếu 1 trước. Đấy thì mình cũng sẽ nói luôn để cho các bạn dễ hiểu. Khi con Zena chưa có đủ tâm để quăng chiếu 2 thì chúng ta sẽ dùng chiếu 1 trước để chúng ta được có một cái tâm gần hơn một vị tướng địch để chúng ta sử dụng combo thật dễ dàng. Cách thứ hai khi nào sử dụng chiếu 2 trước đó là khi chúng ta nấp bùi hoặc chúng ta có cái dùng chiếu 2 ở trong tâm ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng chiếu 2 trước rồi chúng ta lướt hai lần chiếu 1 lên và kích hoạt chiếu 3 đánh thương, hoặc sử dụng tiếp chiếu 2 chiếu 1 tùy thuộc các bạn vào cái trường hợp đấy. Đấy, đó là cách cơ bản nhất hai cách combo của vị tướng Zena mà các bạn sẽ thấy được những pro Zena nào người ta sẽ sử dụng hai cách combo đấy, và tùy thuộc vào trường hợp nào đó mới là điều quan trọng để các bạn chơi thôi. Và lối chơi của vị tướng Zena chắc chắn rồi. Zena là một vị tướng bắt lẻ rất tốt. Khi Zena đi rừng thì Zena có thể lấy một cái lợi thế cực kỳ tuyệt vời cho team của mình. Đấy. Và như các bạn đã biết thì trận đấu này mình không có cướp được. Đây, bình tĩnh. Một đó, chào em, chào. Từ, bình tĩnh. Có ba thằng, mình thấy thằng Toro để cho nên mình lui. Cái thằng Booster Vanline này nó đánh rất là hổ báo nhá. Được rồi, cứ chờ mình đấy. Và mình sẽ nói tiếp một chút Zena chơi. Rồi chúng nó như nào nhỉ? Nó cũng sẽ chơi theo các vị tướng sát thủ khác như Nakatot, các thứ linh tinh ở phút thứ 6, thứ 7 nó sẽ tập trung vào rừng. Còn trận đấu này ấy thì nó sẽ combat rất nhiều và mình sẽ phải đánh theo team của mình. Là ở đâu combat, ở đâu có mình. Từ từ bình tĩnh rồi, từ từ hết chiếu rồi đã. Từ từ cho nó ăn trụ đi. Con bò không chết. Cái pha này. Các bạn cứ bình tĩnh nhá, thực sự là đây, lao lên rồi. Chết. Các bạn thấy chưa? Cực kỳ đơn giản, có một đơn giản nhá. Đấy là một combo rất đơn giản. Và nhiều người có nói mình rằng là con Zena này nó rất là yếu. Nhưng không, các bạn hãy xem hết clip này của mình. Các bạn sẽ biết được rằng con Zena nó yếu ở đâu và mạnh ở đâu các bạn nhé. Chắc chắn các bạn xem xong clip này, các bạn cầm Zena thì các bạn sẽ chơi cực kỳ bá đạo, bá chạy luôn các bạn nhé. Đấy, đó cái điều quan trọng. Và cái điều thứ hai cực kỳ quan trọng đó là các bạn ơi, các bạn xem clip của mình, các bạn hãy để lại cho mình một nút like, một nút comment nhé. Đấy, lướt chưa một lên này. Rồi chưa hai, chưa một, chưa ba. Đấy, các bạn thấy chưa? Mình chưa lên sát thương nhiều cho vị tướng Zena đâu. Mình phải lên cái rìu và một gần lên một bộ đô thôi. Đấy, mà các bạn nhìn thấy chưa cần phải dùng thêm hai chiêu thức rồi nhá, mà đã giết chết một con giết chết một vị tướng xạ thủ của nó rồi. Thì các bạn nghĩ Zena lượng đám cực kỳ, gọi là cực kỳ ảo luôn. Quá ảo, cho mày ảo. Đấy, đây là cách farm hai quái nhá. Đấy, các bạn sẽ quăng chiêu 2 vào một quái trước, xong các bạn dùng chiêu 1 ở một con quái thứ hai, và các bạn sẽ quay lại tái kích hoạt chiêu 3 và sử dụng tái kích hoạt chiêu 1 là ok đó. Ôi, chiêu 2 này, rồi chiêu 1, chiêu 3 luôn. Chào anh. Bụp. Bụp tơ vừa lái về chúng tôi à. Đấy, tầm dư thì mình tạt, đúng là tạt không trượt cái phát nào luôn. Đúng, bây giờ mình gặp thằng nào là mình tạt không trượt cái phát nào nhá. Các bạn hãy cùng mình xem mình cầm Zena và mình tát tím địch. Không bao giờ xịt phát nào luôn nhá. Bình tĩnh, từ phút thứ 7:30 trở đi á là cái thời gian con Zena nó mạnh nhất. Nhưng các bạn nắm rõ cho mình một điều rất là quan trọng, khi các bạn cầm Zena là không được để lết game quá nhé. Zena nó sẽ bị giảm sức mạnh từ phút thứ 14, 15 trở về, là nó sẽ tư cá xuống thấp nhé. Nhưng ở từ phút từ giây phút này là sức mạnh của Zena được tăng tiền. Làm gì đấy? À, bỏ thêm một tát, từ chiêu 1 bụp. Tí mới cứu bắn xương, từ anh em, con chưa một, con chưa một kinh hoạt rồi, chưa một chạy được cứu. Ôi mày có anh em ạ. Rất là tuyệt vời cái pha này đấy, cái lào nhá nó bị ăn tát liền các bạn á. Bọn này là không buộc đâu, mơ sướng là không, các bạn không thể nào có được đâu. Cân 2 cân 3 là chuyện bình thường các bạn nhá, cứ lào là bị ăn tát liền đấy. Rồi nói chung là phút thứ 8, phút 30 đó, hiện tại thì cả thị trận của mình thì này dư thì mình chưa tập trung đầy đủ. Và mình chỉ gọi là cái clip này thì mình chỉ đáp được cái thử thách của bạn đấy thôi. Và mình sẽ đánh gọi là kéo một cái trận đấu nó dài nhất có thể. Chứ ví dụ mà mình đầy đủ hay là ăn các mục tiêu lớn thì thực sự trận đấu nó quá nhanh và không thể làm gì nhiều. Từ từ bình tĩnh, các anh bình tĩnh. Anh nào bị tát, anh nào cũng sẽ bị tát hết, anh em cứ bình tĩnh cho mình nào. Anh nào cũng sẽ tới phần thôi. Tím địch chứ mà nhột nháo. Yên tâm, mình là một người rất là công bằng nhá. Ai cũng bị tát hết, cho nên là mình không là... là không ưu tiên ai đâu. Đấy, hiện tại thì mình level 14 thôi, sở hữu cho mình là 8k vàng ở phút thứ 9 thì cực kỳ mạnh thôi.
đấy, mình khả năng cái lượng đô này, cái lượng đô chỉ cần chạm vào người à, đã từ từ. Ôi chưa hai, chưa một, chưa một, chưa ba kích hoạt. Tôi bá mạng anh em ơi, bá mạng luôn quá. Ôi thế mà nhảy từ từ, bình tĩnh bình tĩnh. Ái của mình tát, ái của mình tát, ái của mình tát. Bụp 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 bụp. Đấy, từ từ qua đã cứu mega, cứu mega, cứu. Cardici chưa một binh con này, chưa một con này. Cardici đâu? Đấy rồi em ơi. Rồi, tặng dành tặng cho tất cả các bạn một mega kill rất là tuyệt vời nhá. Đấy. Các bạn có thể thấy khi nào thì mình sử dụng combo 121, khi nào mình sẽ dùng combo 211. Đấy. Thì khi mà sử dụng tối ưu nhất của nó, chuẩn ba nhất, các bạn sẽ quán chiếu 2 trước. Và các bạn sẽ có 2 lần lướt chiếu 1. Thì đó là cách combo tuyệt vời và sẽ khiến cho đối phương không bao giờ chạy được. Đó là cái quan trọng nhất các bạn nhé. Đấy, vừa rồi thì mình tát. Ô, một mình tát đúng 5 thằng các bạn nhé. Không hề có hỗ trợ nhé. Các bạn có thể tơi lại cái đoạn này mới xem. Không hề có hỗ trợ. Và mình vừa một combo, chỉ cần combo đơn giản thôi, ăn được 3 người các bạn ạ. Một combo ăn được 3 người luôn. Nó kinh gì như nào luôn. Nhưng mà các bạn, ở phút thứ 10 rồi đi thôi, thì cái sức mạnh của thằng Zena của mình hiện tại mình đang đạt đến cái ngưỡng cao thôi. Và bây giờ trở đi thì sức mạnh của Zena nó chỉ tâm ở đỉnh cá và đi xuống thôi. Chúng ta chơi vì thằng Zena nhá. Nếu bình thường là bản thân mình sẽ kết thúc trận đấu ở những cái giây phút này luôn. Đấy, nhưng mà mình sẽ cho các bạn thấy được, cho các bạn thấy nhá, về cuối game Zena nó yếu như thế nào. Đấy, vì thực sự là tận dụng vào cái 7 cái chiêu thức khí kích hoạt chiêu 3 và dùng chiêu 2 ấy, thì Zena được gọi là giảm sát thương ở giai đoạn đầu game. Bởi vì team địch nó chưa có sát thương nhiều. Nhưng bên late game, Zena nó chỉ là một vị tướng máu rất là giấy. Cho nên là mình sẽ cho các bạn biết, ở phút thứ 11 trở đi nhá, Zena nó rất là yếu. Nó chỉ có sát thương thôi. Hầu như cái lượng chống chịu nó sẽ không còn mạnh như giai đoạn đầu tiên. Cho nên khi tất cả các bạn chơi Zena, các bạn cân nhắc cho mình. Các bạn có tất cả các lợi thế ở giai đoạn đầu, các bạn phải kết thúc bằng việc gì ạ? Kết thúc bằng việc các bạn ăn các mục tiêu lớn. Đấy, những đấy clip này là mình bỏ mục tiêu lớn nhá, là để mình cho các bạn thấy điểm yếu của nó. Và ăn các mục tiêu lớn và đi combat bắt lẻ và đẩy trụ thật nhanh luôn nhá. Các bạn nhé, các bạn hãy nhớ cho mình nhé. Đây là clip mình hướng dẫn các bạn. Còn trong thực tiễn ấy, các bạn phải kết liễu ở trong cái giây phút này luôn nhá. Đấy, chứ không các bạn này, nhiều bạn thế, nhiều người coi clip mình không hiểu cái gì cả nào. Thằng này đánh cả nhấn cái gì, một win tôi win bây giờ luôn nhé. Chẳng quá là muốn làm kéo dài để cho anh em hiểu hơn về một chất tướng. Đấy, chứ win bây giờ win luôn nhé. Chẳng hạn thằng win bây giờ mình nhảy vào mình ốm mất chết luôn nhé. Nhưng mà thực sự là ở phút thứ 12 thôi thì thằng win nó cũng rất là mạnh thôi. Thậm chí mình sẽ bị bốc hơi trong tích tắc đó các bạn ạ. Cho nên cũng rất là cân nhắc về cái vấn đề. Từ từ, đấy đó, chưa một này, chưa một. Ủa, đấy, tốc biến rơi thôi các bạn. Đấy, khi mà chưa đủ tâm ấy, chúng ta sẽ sử dụng cái combo chưa một trước các bạn nhé. Cho nên là các bạn cân nhắc những trường hợp nào. Ôi, team địch của anh ta thật, không sao, không có vấn đề gì hết. Mình sẽ đánh late game cho các bạn. Đấy, về cuối game thì đơn giản thôi, mình sẽ bắt. À, đây, hay quá, mình sẽ bắt thằng xào thù của nó. Đấy, xạ thủ nó chết thì đông nhiều cái việc nó tím mà không có sát thương. Đây, Cardici chết này, thêm cái thằng rừng nó này. Đấy, ủa, cái anh ba đúng anh cứu kìa. Thôi đừng làm chết không sao hết. Rồi, tiếp một cứu rồi. Rồi, chào bộ. Từ, bình tĩnh. Thằng, thằng Quýt này, lá lên này, chưa một này, hai lần này, chưa ba. Bốc hơi. Hai lần mega kill tiếp. Ôi, hai mega kill nhá. Pha này, sao lại mất mega kill nhá. Sao lại mất mega kill của mình được cái pha này nhá. Không thể tin được anh em ạ. Đấy, nói chung hiện tại bây giờ ấy thì do chưa phải là có mặt tổng, cho nên các bạn chưa thể điểm yếu của thằng Zena đâu. Nhưng mình khuyến các bạn không nên chơi những giây phút này nhá. Đây, thực sự các bạn nào có, các bạn mình khuyến các bạn một điều chân thành đấy. Và các bạn đừng quên rằng là hãy để lại cho mình một những cái thử thách nhá, và mình sẽ đáp lại cái thử thách của các bạn. Hồi như bây giờ thì nói chung là những người mới chơi lên quân thì nó sẽ không còn nhiều nữa. Như cái thời ngày xưa ấy, thì những người mới chơi rất là nhiều. Nên các bạn sẽ cần mình hướng dẫn tỉ mỉ từng chiếu thức, đọc những chiếu thức. Nhưng mà bây giờ sẽ không cần nữa, mà bây giờ sẽ gọi là sẽ nâng cao hơn. Mình sẽ hướng dẫn tất cả bạn những cái nâng cao hơn. Cho nên những bạn nào mà mới chơi ấy, thì mong các bạn thông cảm. Mình có làm những clip hướng dẫn cho những người mới chơi ấy. Ở những clip trước các bạn hãy chịu tim to nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ đáp lại những cái thử thách, thì các bạn đừng quên, đừng ngại mà hãy nhấp vào những nút comment để mình sẽ đáp lại những cái thử thách đấy. Chắc chắn những comment nào của các bạn mình sẽ đọc và mình sẽ làm lại những comment. Ôi, tí mình quét, bị quét dữ ạ. Rồi cái pha này không phản nó, tí nó về thôi.
Không sao các bạn nhá, mình sẽ có cách để làm chiến thắng đó. Bây giờ thì mình sẽ phân tích các bạn này, chỉ cần phân tích một cột phát là quýt mà. Chắc chắn rồi, thằng quýt và thằng rừng của nó. Đây, từ, chiếm 2, chiếm 1, chiếm 1 thì phán này ăn được 1, 2 hang đâu. Giết, kích hoạt cái khiên lên, từ, bình tĩnh, kích hoạt cái khiên, bản đồ, từ, bản đồ phát này, từ, mình lấy cái giáp hồi sinh phát, rồi, ok rồi, ngon rồi. Ôi, toang rồi, cái phán này toang rồi, từ, chiếm 1, chiếm 2, thấy quá là hồi máu, tuyệt vời. Đấy, các bạn có thể thấy là con xem ná nào, nó cục, nó chung, bây giờ còn cái mảnh nhưng mà nó yếu thôi. Cái giai đoạn đầu game chắc chắn mình sẽ bao giờ bị mất giáp hồi sinh đâu. Đấy. Cho nên anh em đừng bao giờ ngại là hãy đáp cho mình những cái thử thách nhé. Hôm mình sẽ đáp là những thử thách đấy. Và các bạn hãy comment thật là tuyệt vời các bạn nhé. Để quan trọng nhất là các bạn hãy tặng mình một like, để cho mình càng ngay càng xảy ra những cái siêu phẩm, những cái clip cực kỳ tuyệt vời để dành tặng tất cả các bạn. Những bạn đã biết thì mình đã nghỉ livestream được 2 tháng rồi. Nghỉ livestream 2 tháng. Cho nên là mình dành cho sức khỏe cho mình nghỉ 1 tháng. Và bây giờ mình mới làm lại được clip gần được 1 tháng rồi. Cho nên mình rất hy vọng ngày nào cũng sẽ dành tặng các bạn một cái gọi là món ăn tinh thần nhỏ nhỏ ở trong game, đó là game Liên Quân Mobile, để dành tặng tất cả các bạn vào 5 giờ chiều mỗi ngày các bạn nhé. Nếu các bạn nào muốn xem clip mới nhất của mình thì các bạn cứ 5 giờ chiều các bạn hãy vào kênh Mưa Sơn Channel, các bạn hãy bật lên và các bạn sẽ thấy những clip mới. Và thực sự mình sẽ không xin subscribe đâu, bởi vì cái mục tiêu của mình đó là 1 triệu subscribe thì mình đã hoàn thành rồi. Mình sẽ không quan trọng những cái subscribe nữa, và mình chỉ quan trọng là mình sẽ chăm sóc 1 triệu người subscribe này thật là tuyệt vời nhất. Và đừng quên hãy để lại cho mình một like nhé. Và clip thì mình nghỉ đến kết thúc rồi, và cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều, và đừng quên hãy để lại cho mình một thử thách nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều, bye bye.